Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình VRT. Chương trình ngày cuối tuần 20 tháng 4, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Hội nông dân và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân các huyện ven biển trong tỉnh. Liên đoàn lao động tỉnh ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatech Đồng Nai và công ty cổ phần tập đoàn Khải Minh Việt Nam nhằm mang lại các phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Ngày sách và văn hóa đọc lan tỏa tình yêu sách đến người dân, học sinh trên địa bàn tỉnh. Trong phần tiêu điểm 60 cộng, đề cập đến những kết quả trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tham gia lớp tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2024, lớp tập huấn do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng được thông tin một số điểm mới về luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, phương pháp soạn bài giảng giáo dục chính trị. Các đại biểu còn được quán triệt một số nội dung về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng và kỷ luật quân đội, một số vấn đề liên quan về công tác quy hoạch cán bộ, quy chế công tác phụ nữ trong quân đội. Huyện ủy Đất Đỏ vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 05 năm 2018 của Ban chấp hành đảng bộ huyện về kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác xã trên địa bàn giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Qua 5 năm triển khai nghị quyết số 05, việc nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện Đất Đỏ ngày càng được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tính đến năm 2023, toàn huyện Đất Đỏ có 15 hợp tác xã với 389 thành viên. Thu nhập bình quân của thành viên hợp tác xã là 85 triệu đồng một người một năm. Sự phát triển của các hợp tác xã đã thu hút và tạo công ăn việc làm trực tiếp hoặc gián tiếp cho nhiều lao động nông thôn và góp phần ổn định thu nhập của người lao động trong các hợp tác xã. Huyện Đất Đỏ đặt mục tiêu đến năm 2025 tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã, xây dựng các hình thức liên kết bền vững, hiệu quả giữa các hợp tác xã. Tỷ lệ hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp xếp loại khá đạt trên 50%. Phấn đấu số lượng cán bộ quản lý hợp tác xã có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt khoảng 35%. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4, Hội nông dân tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Châu, Đồn Biên phòng Phước Hải và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức tuyên truyền về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU cho 300 ngư dân trên địa bàn 3 huyện, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Long Điền. Ngư dân, chủ phương tiện tàu thuyền các huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ và Long Điền được tuyên truyền phổ biến về luật biển Việt Nam, luật thủy sản năm 2017, chỉ thị số 45 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về phòng chống khai thác IUU, nghị định số 42 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Các đại biểu cũng được giới thiệu về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển đảo Việt Nam, trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân đối với biển đảo và nguồn tài nguyên của đất nước. 130 cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội huyện Đất Đỏ và cán bộ phụ trách công tác dân vận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2024, lớp học do Ban dân vận huyện ủy Đất Đỏ tổ chức. Các đại biểu huyện Đất Đỏ được triển khai một số nội dung trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong giai đoạn hiện nay, cách xây dựng báo cáo công tác nắm bắt tình hình dân dân và một số tiêu chí trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo năm 2024. Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức lễ ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatech Đồng Nai và công ty cổ phần tập đoàn Khải Minh Việt Nam nhằm mang lại các phúc lợi cho đoàn viên công đoàn. Theo nội dung ký kết với Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công ty cổ phần tập đoàn Khải Minh Việt Nam tập trung hỗ trợ đoàn viên công đoàn chăm sóc sức khỏe, cải thiện cuộc sống, hỗ trợ tài chính. Công ty trách nhiệm hữu hạn Medlatech Đồng Nai cam kết hỗ trợ miễn phí 10.000 kit test xét nghiệm tầm soát nguy cơ ung thư gan với giá trị hơn 1 tỷ đồng cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn, tuyên truyền thông báo về các chương trình hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và các công ty, đồng thời tạo điều kiện cho các công ty tiếp cận đoàn viên người lao động để quảng bá sản phẩm, các chương trình phúc lợi đã ký kết.
Liên đoàn Lao động huyện Đất Đỏ phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình chia sẻ yêu thương năm 2024. Tại chương trình, các đơn vị đã trao tặng 50 phần quà cho công nhân, người lao động bị ốm đau, bệnh tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đất Đỏ. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu 100 ngàn đồng. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, đoàn công tác của huyện Bộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi vừa tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Châu Đức. Tiếp đoàn công tác của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo huyện Châu Đức đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay của địa phương trong giảm nghèo bền vững trên địa bàn thời gian qua. Trước đó, đoàn công tác huyện Mộ Đức đã tham quan trải nghiệm thực tế một số mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và công tác chăm lo hỗ trợ hộ mới thoát nghèo, hộ khó khăn tại huyện Châu Đức. Năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo phát động nhiều phong trào thi đua đến từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư như phong trào thi đua Bà Rịa Vũng Tàu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, phong trào thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, phong trào đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua dân vận khéo. Qua các phong trào thi đua, năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 3 tập thể, 10 cá nhân, tặng giấy khen cho một hội đặc thù xuất sắc, 2 khu dân cư xuất sắc, 10 tổ dân cư xuất sắc. Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đã khen thưởng cho 127 tập thể và 644 cá nhân có thành tích trên mọi mặt công tác. Để tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trên địa bàn, năm 2024, huyện Côn Đảo tiếp tục đẩy mạnh phát động thi đua, gắn liền với thực hiện những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm như thi đua làm tốt công tác chuẩn bị tiến tới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, lan tỏa mạnh mẽ, gương, người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, việc làm sáng tạo, hiệu quả để phong trào thi đua ngày càng phát triển trên địa bàn huyện. Với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách hay, mắt đọc, tai nghe, tuần lễ đọc sách chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4 vừa được Thư viện tỉnh tổ chức khai mạc. Tuần lễ đọc sách năm 2024 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 4 tại Thư viện tỉnh và các trường học trên địa bàn, gồm nhiều hoạt động như xếp sách nghệ thuật, trưng bày, triển lãm hơn 1.500 tài liệu thuộc các chủ đề Dỗ Tổ Hùng Vương, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm các ngày lễ lớn, đồng thời tổ chức các hoạt động gắn với kỹ năng đọc sách như viết cảm nhận, vẽ tranh theo sách, tham gia chương trình giao lưu tác giả tác phẩm, các hoạt động giúp độc giả các học sinh nuôi dưỡng tình yêu sách, ham học hỏi, tìm tòi khám phá thế giới quanh mình. Tại lễ khai mạc tuần lễ đọc sách, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, học sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa được giao lưu trò chuyện với nhà văn, tham quan các khu trưng bày giới thiệu sách và tham gia nhiều trò chơi thú vị. Dịp này, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024. Cuộc thi dành cho hai nhóm đối tượng, nhóm học sinh tiểu học, trung học cơ sở và nhóm học sinh trung học phổ thông, sinh viên. Vòng sơ khảo của cuộc thi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu từ tháng 4 đến ngày 15 tháng 6 năm 2024. Ban tổ chức sẽ lựa chọn các bài dự thi xuất sắc nhất tham dự giải vòng chung kết cuộc thi vào tháng 7 năm 2024. Lễ khai mạc tuần lễ đọc sách, nghề sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại huyện Côn Đảo có chủ đề Sách kiến tạo tương lai đã thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên và học sinh nhà trường. Trong khuôn khổ lễ khai mạc, học sinh huyện Côn Đảo đã mang đến các tiết mục văn nghệ, câu chuyện kể vui tươi hấp dẫn với mong muốn truyền thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay, mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Con thấy đọc sách rất là ý nghĩa, tại vì thông qua đọc sách thì ta có thể có thêm nhiều kiến thức mà đôi khi chúng ta không thể kiếm được phía bên ngoài. Thì thông qua đọc sách thì con cũng có biết thêm nhiều kiến thức về phần lịch sử nè, về kiến thức có thể giúp con có thêm nhiều kinh nghiệm sống hơn trong cuộc đời của con. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo tổ chức trưng bày, triển lãm sách tại Thư viện Xanh, trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2024. Hơn 1.500 đầu sách, báo, tài liệu các loại được trình bày đẹp mắt, khoa học với nhiều nội dung đa dạng, phong phú. Con mong muốn là sau cái tuần lễ, trong cái tuần lễ này thì các bạn sẽ thường xuyên xuống Thư viện Xanh để các bạn đọc sách, để các bạn có thể tiếp thu nhiều kiến thức mới hơn.
Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Côn Đảo còn thực hiện nhiều hoạt động khác như tổ chức luân chuyển 1.600 bản sách đến các tủ sách chi bộ khu dân cư, tủ sách trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang và các trường học trên địa bàn huyện, lắp pano tuyên truyền, thực hiện chuyên mục giới thiệu sách và bản đọc phát sóng định kỳ hàng tuần trên sóng truyền thanh của huyện. Huyện đoàn Hội đồng đội huyện Đất Đỏ tổ chức hội thi hát ca khúc dành cho thiếu nhi với chủ đề Tự hào thiếu nhi Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2023-2024. 9 liên đội với hơn 150 học sinh trên địa bàn huyện đã tham gia hội thi. Các đội trình bày 12 tiết mục là các bài hát dành cho thiếu nhi nằm trong tuyển tập các bài hát thuộc sáng tác của nhạc sĩ Phong Nhã, nhạc sĩ Phạm Tuyên và nhạc sĩ Hoàng Lương có kèm múa minh họa. Quý vị đang theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình VRT. Chương trình trưa nay tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị, Sở Tư pháp tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho công chức tư pháp, hộ tịch và hòa giải viên của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch, hòa giải viên trên địa bàn huyện Đất Đỏ được truyền đạt những nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở, tìm hiểu các kỹ năng trong công tác hòa giải như tìm hiểu và giải quyết các mâu thuẫn, phân tích đánh giá, kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và đặt câu hỏi các bước tiến hành hòa giải. Các học viên còn được thực hành các bài tập tình huống đã xảy ra trong thực tế đời sống của cộng đồng dân cư, đồng thời trao đổi, chia sẻ, giải đáp trực tiếp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế. Năm 2023, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã đi vào nền nếp và hiệu quả, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh toàn dân thực hiện với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Đánh giá của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Đất Đỏ đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác này năm 2023. Năm 2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Đất Đỏ cử 16 cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng do Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh tổ chức. Địa phương cũng tổ chức 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh cho 250 cán bộ thuộc đối tượng 4, phối hợp với 2 trường trung học phổ thông tổ chức môn học giáo dục quốc phòng và an ninh cho 1.710 học sinh. Triển khai nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ đề nghị các thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tiếp tục làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân, trọng tâm là giáo dục đường lối quốc phòng quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Vũng Tàu, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024 được cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự và các ban ngành, đoàn thể các cấp thành phố Vũng Tàu quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đúng luật định. Năm 2024, thành phố Vũng Tàu giao quân đủ số lượng 325 thanh niên, độ tuổi từ 18 đến 21, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Nhân dịp tổng kết công tác giao quân 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã trao giấy khen cho 19 tập thể, 36 cá nhân và 24 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024. Trao giấy khen cho 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức hội trại tổng quân. Tăng cường thêm các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, Công an thành phố Vũng Tàu vừa ra mắt đường dây nóng tiếp nhận xử lý thông tin, hình ảnh trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố. Từ ngày 19 tháng 4 năm 2024, thành phố Vũng Tàu bắt đầu xử phạt các trường hợp vi phạm thông qua những hình ảnh truyền tải về từ Trung tâm Đô thị Thông minh IOC của thành phố. Công an thành phố cũng công bố đường dây nóng và địa chỉ Zalo thông qua số điện thoại 0369112113 để tiếp nhận thông tin hình ảnh liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị từ tổ chức cá nhân, quần chúng nhân dân cung cấp làm cơ sở thực hiện việc xử phạt. Cái vấn đề bảo mật thông tin đối với những người cung cấp thông tin cho lực lượng công an cũng được đặt ra hết sức quan trọng. Riêng công an thành phố thì có quy chế để quản lý những cái thông tin đấy. Và sau khi xử lý những cái thông tin mà người dân cung cấp thì những cái thông tin được phân loại chuyển cho các đơn vị chức năng như cảnh sát giao thông,
cảnh sát trật tự, ủy ban nhân dân các phường xã và công an các phường xã sau khi xử lý thì sẽ thông tin lại cho người dân. Công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân làm cơ sở xử phạt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được Phòng Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triển khai từ năm 2023. Sau một thời gian thực hiện đã phát huy tính hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Sau Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công an thành phố Vũng Tàu là đơn vị tiên phong trong các địa phương thực hiện mô hình này. Đây có thể nói là một trong những cái chủ trương rất là đúng đắn của Ban Chỉ huy Công an thành phố Vũng Tàu đối với lại là cái công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng và công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nói chung, qua đó là góp phần xây dựng cái thành phố Vũng Tàu an toàn giao thông theo đúng như là cái chủ trương của Ủy ban nhân tỉnh. Hiện nay toàn thành phố Vũng Tàu đã lắp đặt 30 camera giám sát giao thông tại một số trục đường lớn của thành phố. Dự kiến cuối năm 2024, giai đoạn 2 của dự án lắp đặt camera giám sát của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ lắp đặt thêm 130 mắt camera trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, xác định xây dựng nông thôn mới là có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với cách làm chủ động, sáng tạo. Kết quả thu được không chỉ giúp thay đổi diện mạo của các vùng quê, mà còn nâng cao mọi mặt đời sống người dân, những chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện Châu Đức có đến 4 xã là Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang và Cù Bị được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều nhất trong số các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những kết quả trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Châu Đức là nội dung được chúng tôi chuyển tải trong tiêu điểm 60 cộng trưa nay. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, xã Cù Bị, huyện Châu Đức bắt tay vào thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Sau 2 năm nỗ lực quyết tâm cao của chính quyền địa phương và người dân, Cù Bị đã về đích nông thôn mới kiểu mẫu đúng hẹn. Trong số các tiêu chí kiểu mẫu, an ninh trật tự là tiêu chí nổi trội nhất tại địa phương này. Hiện 100% thôn ấp có mô hình bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động hiệu quả. Tại các ngã tư đường trong thôn đều được lắp camera an ninh. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương được đảm bảo. Các vụ phạm pháp hình sự giảm dần theo từng năm và không có vụ án hình sự nghiêm trọng. Thì từ cái ngày mà có camera an ninh, thì do đó tội phạm nó giảm thiểu. Và hình như đến giờ này thì không còn luôn. Nhờ vậy thì người dân ở đây người ta rất hoan hô thì việc mà camera đã gắn để giúp ích cho người dân an tâm về vấn đề giấc ngủ cũng giống như cuộc sống. Là nơi tập trung đông dân cư lại giao thoa nhiều nét văn hóa vùng miền, nên xã Xà Bang, huyện Châu Đức chọn tiêu chí văn hóa và giáo dục làm tiêu chí nổi trội trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thời gian qua, địa phương đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các thiết chế văn hóa tinh thần phù hợp với nếp sống sinh hoạt của người dân. Hệ thống giáo dục từ cơ sở vật chất đến chất lượng dạy và học được địa phương chú trọng. Hiện toàn xã Xà Bang có 6 trường học từ cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và tất cả đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Riêng trường mầm non Sao Sáng đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Với những kết quả đạt được, xã Xà Bang, huyện Châu Đức đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2023. Trường mầm non phải làm tốt về cái công tác mà vận động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ cao. Đặc biệt được là trẻ phải được phát triển khỏe mạnh, luôn lấy trẻ làm trung tâm và phát huy cái năng lực chuyên môn của giáo viên. Nhà trường luôn giữ gìn, tu bổ và cải tạo nhà trường có một môi trường xanh, sạch, đẹp. Để giữ vững được cái nông thôn mới kiểu mẫu này thì đây là cái nhiệm vụ mà địa phương phải xác định là nhiệm vụ là hết sức là quan trọng để mà triển khai phối hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để giữ vững, làm sao để mà nâng chuẩn các cái tiêu chí mà đạt được mà chưa được cao thì trong thời gian tới sẽ cố gắng để mà thực hiện cho tốt hơn. Năm 2021, các xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Châu Đức bắt tay vào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, giúp nâng cao thu nhập người dân,
Đến cuối năm 2023, 4 xã Nghĩa Thành, Bình Ba, Xà Bang và Cù Bị của huyện Châu Đức được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều nhất trong số các huyện, thị, xã, thành phố của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Huyện Châu Đức tập trung những cái vấn đề mà người dân rất quan tâm, đó là thu nhập cũng như là cái sự hưởng thụ về tinh thần của người dân. Qua rà soát các cái tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao, thì huyện đã chọn ra một số địa phương có điều kiện, có đủ những cái tiêu chí để phấn đấu hoàn thành cái xã nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2024, huyện Châu Đức chọn 3 xã Quảng Thành, Láng Lớn, Suối Nghệ để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến đây, chương trình 60 Cộng tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin chương trình thời sự tiếp theo.